chuyên tâm là em bé vẫn còn ở được, ví dụ ở bằng thông và em bé vẫn còn ở ngoài sông thì chúng ta hãy chẳng hạn thôi được rồi, là chúng sẽ hỗ trợ cho con nha, con sẽ lên ngồi yên nha, rồi là nước để dễ thở nè, rồi thì chúng sẽ đưa cho con tới bệnh viện đó, con sẽ có những cái chẳng hạn để mà tới đời thì tới bệnh viện các bác sĩ phải đi học đi về hồi sau chắc chắn. Riêng cái trường hợp mà lúc đó anh bé đã tắt thẻ rồi, có tiếng tay không có từ không gian nữa, lúc đó nó muốn đỡ mắt rồi thì lúc đó nhanh chóng đứng ở phía sau thì dùng một nắm đấm tạo nắm đấm dưới cái vùng thân thể của bé, lúc này cái chỗ dưới xương cứng nè, rồi cái tay kia một trò này nè đứng phía sau nè, giờ mình sẽ nói từ dưới lên trên ha, nhỏ cái liên tiếp còn mạnh chút khác như vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái đặc trưng mạnh đẩy dưới vào đó, lúc này bé là không bao giờ làm được. Khi mà nói được cái điều đó là có